Thì hôm nay thì cũng thay mặt cho tuổi trẻ huyện Nam Giang cũng như là các hộ gia đình thanh niên trong dịp hộ nghèo của xã Ba Chê huyện Nam Giang, chúng tôi cũng rất là cảm kích khi thành phố Đà Nẵng cũng như là thiện nhân Pito đã về địa phương xã biên giới Ba Chê huyện Nam Giang tổ chức cái chương trình thăm biên giới và trao tặng những phần quà rất là ý nghĩa tích cực, một phần vừa giúp đỡ cho cái lực lượng cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện, vừa một phần nữa là trao tặng những phần quà cho các hộ thanh niên dân tộc nghèo những cái sinh kế, cái mô hình heo đen, heo giống để trao tặng cho bà con trong thời gian tới để bà con có điều kiện để tiếp tục và chăn nuôi và phát triển mở rộng sản xuất chăn nuôi, phát triển kinh tế để thoát nghèo. Ở đây có thể nói là một cái hoạt động rất là ý nghĩa, tạo được cái động lực cũng như là tiếp tục phát huy cái vai trò của tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng